Xin chào mọi người, welcome các bạn đến với kênh YouTube của Ngân nha. Hôm nay Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà Ngân cực kỳ yêu thích và không bao giờ có thể thiếu đối với phụ nữ của chúng mình. Ngân nghĩ là phụ nữ thì ai cũng cần phải nhìn đẹp nè. Thế là đẹp ở đây không có nghĩa là mình đẹp như hoa hậu, nhưng mà mình chỉnh chu, mình tươm tất. Mình có một mái tóc mượt mà nè, một làn da đẹp. Và đặc biệt khi mà mình ra đường thì không ai có thể thiếu một cái chút son môi, đúng không các anh chị và các bạn? Giống như Ngân hôm nay nè, mình không có trang điểm gì hết, nhưng mà mình gội đầu, mình vấn tóc để nhìn cho mái tóc của mình nó bồng bềnh tí xíu, rồi đánh tí son môi là Ngân cảm thấy mình có thể tự tin hơn một chút xíu rồi. Và đặc biệt là son môi thì mình phải biết dùng son môi nữa. Khi mà mình đi ra đường đó, mình đi hàng ngày, mình đi làm thì mình dùng những cái màu nó tương đối là nó nhẹ nhàng thôi, để mà tạo cho người cái cảm giác nó gần gũi, nó thân thiện và nó tự nhiên. Rồi khi mà mình đi những buổi tiệc tối thì mình dùng những màu son đậm, đúng không? Nhưng mà son có một cái điều đặc biệt là nếu mà mình đánh son môi mà nó bị lem thì nó rất là xấu và nó còn phản tác dụng, đúng không các bạn? Cho nên là Ngân rất là thích xăm môi, nhưng mà mình lại sợ đau, và mình lại sợ là nếu mà mình xăm môi mà ai đó làm không đúng thì làm cho cái môi của mình bị méo, thì nó hậu quả nó rất là khó khắc phục. Tại vì Ngân cũng làm về xăm môi, xăm mí mắt, xăm lông mày, rồi làm về lông mi nữa, cho nên là mình càng biết nhiều mình càng sợ nhiều, và không có một người nào để cho Ngân tin tưởng để mà Ngân có thể xăm môi hết. Tại vì mình sợ một lần đó mình đi xăm lông mày, đi microblading đó, thì một bên nó bị dày và một bên nó bị mỏng, thì một bên dài một bên ngắn, mình rất là sợ. Và sau đó thì cô bạn của mình cũng đã sửa cho mình, nhưng mà trong cái mùa dịch này đó, thì cô ở Canada cho nên là Ngân không có qua đó được. Cho nên là cái đẹp nó rất là quan trọng, nó cần phải chỉnh chu, hoàn chỉnh. Thì cái son môi cũng vậy đó các bạn, cho nên là cái son môi này Ngân rất là thích, bởi vì nó có một công dụng rất là đặc biệt mà không thể so sánh với bất kỳ cái loại son môi nào khác hết. Tại vì son môi thì có rất là nhiều nhãn hiệu và có rất là nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà đặc biệt chỉ có duy nhất cái son môi này Ngân biết là nó không có phai khi mà Ngân đánh lên môi nè, và khi mà Ngân đeo khẩu trang nó không có bị dính lên khẩu trang ha. Ngân làm thử cho mọi người xem nha. Đây là cái khẩu trang của Ngân, rất là sạch nè. Đây. Và không hề dính lên khẩu trang, mọi người thấy không? Cho nên là Ngân rất là thích. Tại vì có những cái son môi Ngân, trước đây Ngân xài rất là nhiều loại son môi, ví dụ như Chanel nè, rồi Lancôme, rồi Shiseido hay là YSL. Thì mình thích sưu tầm những cái màu son môi á, nhưng mà chưa có cái son nào mà mình đánh lên nó không bị phai hết. Mỗi lần đánh son là ăn là phải để hả miệng to ra rồi để thức ăn vào trong, tại vì sợ thức ăn nó sẽ dính lên trên cái ly, rồi nó dính lên trên miệng miệng ly, rồi dính lên trên những cái đồ ăn đó, hay là uống một ly cà phê cũng như vậy nữa. Nhưng mà có cái này Ngân rất là yên tâm, khi mà mình sử dụng thì cái son môi của mình nó vẫn còn không có bị dính, đúng không các bạn? Và thậm chí là khi mà mình hôn cũng không có bị mất nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, và Ngân tin là mỗi người bạn gái chúng mình ai cũng cần một cái son môi này hết.